Xin mến chào tất cả mọi người đang xem video và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Kênh mình chia sẻ một số mẹo để trồng và chăm sóc những loại phong lan và các cây kỳ ứng khác. Trên tay mình đây là một cây lan hồ điệp đã từng bị thối rễ, nhưng mà mình đã sử dụng các phương pháp kích rễ và nó đã ra các rễ non mới. Và nội dung của video này, mình sẽ trồng cây lan hồ điệp này lên trên một tấm giấy bảng. Mình sẽ trồng ngược cây lan hồ điệp lên trên tấm giấy bảng này và sẽ làm cho cây nó sẽ chúi đầu xuống rất là thú vị. Để giữ ẩm cho cây lan hồ điệp, mình sẽ lót ở phía dưới một ít rêu. Mình trồng cây lan hồ điệp này bằng cách mình sẽ treo ngược nó lên, cho nên phần gốc này mình sẽ để phía trên và phần ngọn mình sẽ để chúi ở dưới. Và giúp cho cây giữ ẩm và để ra rễ nhanh thì tiếp tục mình sẽ sử dụng một lớp rêu để phủ lên trên bề mặt. Lưu ý là chỉ dùng phần rêu này, mình phủ lên trên phần gốc, không phủ lên trên phần lá và phần thân, tại vì sẽ khiến cho cây nó bị dư ẩm và bị thối nhũn ở phần mình che lại. Mình sử dụng dây được bện từ sơ dừa và dây này nó không có giảng, dùng để buộc và cố định lại cây lan hồ điệp lên trên tấm bảng dến mình vừa đã trồng lên trên. Cố định cây lên trên bảng dến bằng cách cột như thế này, nhưng mà lưu ý là không nên buộc quá chặt, tại vì sẽ khiến cho phần gốc của cây nó sẽ bị tổn thương và gây thối nhũn. Và mình sẽ sử dụng dây này mà cuốn hết phần rễ. Và đây là kết quả sau khi mình đã cột xong, và cây lan hồ điệp nó sẽ chúi đầu xuống như thế này và mình sẽ treo ngược nó lên. Mình treo cây lan hồ điệp này ngược chiều, sau một khoảng thời gian các rễ nó bám vào trong giá thể là bàn dến thì cây nó sẽ phát triển một cách bình thường, nhưng mà nó sẽ mọc chúi xuống, không hướng đột lên và nó chỉ hướng theo ánh sáng. Về tính hướng sáng của cây là ở đâu có ánh sáng thì nó sẽ hướng theo hướng đó, cho nên khi mình để cây này vào những nơi có vị trí nó tối thì cây nó sẽ hướng theo ánh sáng mà cây nó sẽ hấp thụ được. Để chăm sóc và giúp cho cây nhanh ra rễ, mình đã sử dụng một ít ghe gừng mà mình đã làm ở những video trước, mọi người có thể xem lại trên video của mình để giúp cho cây nhanh ra rễ và phát triển một cách bình thường. Và nội dung của video này đến đây cũng hết. Mọi người thấy video này hay và hữu ích, cho mình xin một nút đăng ký để ủng hộ kênh thêm phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của kênh. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của mình. Và kênh mình thường chia sẻ những mẹo để trồng cây hoặc là mẹo để chăm sóc những cây lan, các loại cây kiểng hoặc là các loại rau. Và nội dung của video này, mình xin phép chia sẻ một phương pháp để trồng những cây lan Cattaya mà nó sẽ dễ sống và dễ cho hoa. Giống như những chậu mình đã trồng từ trước, mọi người có thể xem lại. Đây là những cây mình đã trồng. Và giới thiệu đây là một cây Cattaya đã bị thối rễ mà mình vừa cứu được. Mình đã cắt bỏ một số rễ hỏng. Và bây giờ mình sẽ tỉa tót lại cho nó sạch sẽ. Tại vì vấn đề về thối nó sẽ gây ảnh hưởng cho cây rất là nhiều. Sau khi mình đã xử lý các vết thối nhũn thì mình sẽ sử dụng một ít nha đam như thế này. Mình sẽ nghiền nát ra. Và phương pháp này mọi người có thể bỏ trong máy xay sinh tố và xay nó sẽ nhanh hơn. Tại vì hiện tại máy của mình bị hư cho nên mình phải làm thủ công như thế này. Trong nha đam chứa rất là nhiều các chất dinh dưỡng, các loại vitamin nhóm A, B và đặc biệt có nhiều vitamin B12. Nó sẽ giúp giải độc cây và giúp cho cây phát triển rất là nhanh. Mình sẽ ngâm cây lan Cattaya này vào trong khoảng 30 phút thì mình sẽ đem ra đi trồng. Sau khoảng thời gian 30 phút, cây nó cũng đã khỏe lại khá là nhiều. Mình sẽ tiến hành đem cây này ghép vào trong khúc gỗ. Và gỗ mình đây là gỗ nhãn, được mình xử lý, mình ngâm nước vôi và mình đã phơi nắng. Mình tiến hành trồng bằng giá thể là bằng rêu. Một tí rêu để chèn, mọi người có thể sử dụng sơ dừa, nhưng mà sơ dừa thì phải xử lý. Mình thích rêu hơn, nó sẽ có giá trị thẩm mỹ hơn. Khi trồng cây lan Cattaya này, mọi người sẽ chú ý đến mầm non của nó. Có nghĩa là không được sử dụng cái mầm non này mà mình ép nó vào trong phần gỗ. Nó sẽ làm cho cái mầm này nó sẽ không phát triển được và nó bị chột. Cho nên mình sẽ để nó ở mặt ngoài như thế này, giống như mình hướng dẫn. Sử dụng dây rút băng nhựa và cố định cây lan Cattaya này vào trên khúc gỗ. Mọi người có thể sử dụng các loại dây khác, ví dụ như là dây bằng nhựa hoặc là dây vải. Và khi cố định thì cố định vừa phải, không nên quá chặt. Đối với tất cả các loại phong lan và cây Cattaya hoặc là cây lan hồ điệp thì vấn đề về cố định cây nó rất là quan trọng. Tại vì khi cây nó cố định, nó mới tập trung và phát triển ra rễ mới để giúp cho cây nó sẽ sinh sôi và phát triển. Còn khi cây không được cố định và lung lay thì nó sẽ bị chết. Sử dụng nước đã ngâm nha đam lúc nãy và mình sẽ tưới sơ lên trên lớp rêu để giữ ẩm cho lớp rêu. Và phần còn lại thì mình sẽ để dành để tưới cho lá và thân. Và mình dùng nước nha đam lúc nãy, mình sẽ bỏ hết những cái cành nha đam. Mình lấy phần nước, dùng một tấm lọc, mình lấy phần nước trong để tưới cho cây lan Cattaya. Và đối với sự phát triển của lan Cattaya thì thật sự nó không cần nhiều nước. Mọi người mà tưới nhiều nước thì nó sẽ bị úng và thối nhũn ngay, cho nên tưới vừa phải thôi. Và khi treo cây lan Cattaya này, mình sẽ tiến hành treo ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời và nơi thoáng mát. Mình tưới rất là ít để giúp cho cây lan Cattaya này nó sẽ phát triển rất là nhanh và có thể có hoa. Nếu mà mình sẽ tưới nhiều thì cây nó sẽ bị thối nhũn, cho nên mọi người cũng lưu ý vấn đề này. Đối với những cây này thì tưới ít thôi. Và video mình cũng đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và nhớ trồng theo cách của mình rất là đơn giản. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Oh,
Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của kênh Hoa Lan Nông Nghiệp. Và đến với nội dung của video này, mình xin phép chia sẻ phương pháp để chăm sóc những cái lan hồ điệp đã được ghép lên lũa như thế này, mà nó sẽ hấp thu các chất dinh dưỡng từ các chất hữu cơ thông qua việc phân bón tan chậm. Thông thường những cái lan hồ điệp mà mình ghép lên lũa như thế này thì mình sẽ bổ sung các chất dinh dưỡng bằng việc mình sẽ tưới và mình sẽ pha các loại phân bón vào trong cái lượng nước tưới đó, và mình tưới hàng ngày hoặc là mỗi tuần, cho nên nó hấp thu các chất dinh dưỡng rất là ít. Và với nội dung này thì mình vẫn chia sẻ về cách làm phân tăng chậm. Mình sẽ sử dụng một ít vỏ chuối và mình sẽ tiệt trùng bằng cách mình sẽ bỏ vào trong nồi sấy và mình sẽ sấy với nhiệt độ là 150 độ C với thời gian là 5 phút. Làm như thế này nó sẽ giúp cho vỏ chuối nó được tiệt trùng và nó sẽ không bị thối trong quá trình mình sử dụng để làm phân, và các chất dinh dưỡng nó sẽ co lại ở trong thành phần của vỏ chuối. Nếu như vỏ chuối chưa được hong khô thì mọi người có thể sấy lại lần nữa, hoặc là có thể đem đi phơi nắng. Khi nào mọi người thấy nó đen lại thì có thể đi sử dụng rất là tốt. Sau khi mình hong khô và tiệt trùng những cái vỏ chuối này thì mình sẽ chia nhỏ nó ra thành nhiều phần để giúp cho việc các chất dinh dưỡng sau này nó sẽ hòa tan ra và hấp thu khi mà mình tưới nước rất là tốt. Mọi người có thể chia nhỏ bằng cách cắt ra hoặc là xay nhuyễn nha, nhưng mà để nó càng lâu thì nên cắt thôi, với một kích thước vừa phải, có thể áp dụng giống như phương pháp của mình. Các chất trong vỏ chuối chứa rất là nhiều phốt pho và kali, cho nên mình sẽ bổ sung thêm đạm bằng cách mình sẽ bỏ thêm phân dê. Phân dê chứa rất là nhiều các chất dinh dưỡng rất là tốt cho những cây lan, đặc biệt là cây lan hồ điệp, và nó sẽ tan rất là chậm trong quá trình khi mà mình chăm sóc cây. Đặc biệt đối với những loại phân dê thì mọi người sẽ phải ủ hoai mục và có thể đem sử dụng. Và mình đã có làm những video mình ủ phân dê để sử dụng cho những cây lan hoặc là các loại cây kiểng, mọi người có thể xem lại trên trang kênh của mình. Và để ủ những loại phân dê này cho đến hoai mục rất là đơn giản, mọi người có thể nhấn đăng ký kênh để xem lại những video, hoặc là mình sẽ làm thêm những video mới. Mình sẽ tận dụng và tái chế lại cái khẩu trang này dùng để làm túi đựng phân, vừa giúp ích cho cây lan phát triển và vừa bảo vệ môi trường. Mọi người có thể sử dụng túi vải hoặc là sử dụng chiếc tóc của mình. Và mình sẽ cắt ngang chỗ này để bỏ phân vào thôi, rất là đơn giản. Các lớp lọc của khẩu trang nó rất là tốt cho việc nó sẽ làm sạch cho cái chất dinh dưỡng khi mà nó trong chuối và trong phân nó sẽ tan ra khi mình tưới nước. Cho nên mình hay sử dụng cái khẩu trang này để sử dụng làm túi lọc. Có thể nó hơi mất thẩm mỹ nhưng mà đối với mình là rất là tốt và mình nên tận dụng. Và phân vào vỏ chuối thì mình sẽ trộn đều, không nên để mỗi chỗ một loại, mình sẽ trộn đều lên để khi nó ra các chất dinh dưỡng nó sẽ hấp thu đều. Để cố định thì mình sẽ dùng dây rút, tại vì dây này nó khá là bền nên mình rất là thích sử dụng. Mọi người có thể sử dụng các loại dây khác, nhưng mà về đặc tính bền và sự chống chịu lâu năm thì mình hay dùng dây rút.
và đã ra thành phẩm một túi tăng trầm, giúp ích rất là nhiều cho các loại phong lan và đặc biệt là cây hồ điệp mình hay sử dụng loại này. Và mình sẽ gắn túi phân này lên trên khúc gỗ lũa hiện đã ghép những cái lan hồ điệp đã ra rễ. Thì mình sẽ tiến hành ghép ở bên trên để khi mà mình tưới thì nước nó sẽ hòa tan các chất dinh dưỡng ở trong túi phân này, nó sẽ chảy xuống dưới phần rễ giúp cho rễ nó hấp thu tốt hơn. Không nên bỏ sát rễ tại vì khi nó rễ nó sẽ ra và nó sẽ bám vào cái này. Và mình sẽ vẫn sử dụng dây rút để sau này nếu có lấy ra và đi treo trong nhà thì nhìn nó sẽ